Bạn Thảo đâu ta? Mấy đứa đợi chú lâu chưa? Chào các bạn, thì cũng đã lâu rồi các bạn yêu cầu mình thử thách vô đầu bếp. Thì hôm nay mình sẽ quyết định sinh tồn cho các bạn xem nha. Ủa? Mấy đứa đâu rồi? Đây đây chú ơi, đây chú ơi. Trời ơi, mấy đứa leo cây như khỉ vậy chú không thấy luôn. Ủa, nãy chú nói là làm vô đầu bếp mà khúc cuối chú kêu sinh tồn là sao chú? Con cũng không hiểu nữa. Sao mình thấy hơi khó hiểu vậy ta? Vậy em có hiểu không Trang? Rồi cha em thường ra mấy thử thách khó lắm là mình tự đi tìm nguyên liệu rồi về nhà chế biến thành món ăn đó. Trang nói đúng rồi đó, Trang rất là hiểu ý chú. Bởi tụi con đi theo chú riết lên vào con cao hơn rồi. Ủa mà mình đi sinh tồn mà bắt con gì vậy chú? Trời ơi ông Mạnh này khổ à. Đã làm mà vô đầu bếp sinh tồn thì mình kiếm cái món gì rồi mình làm đại cho chú ăn là được rồi. Mình nói đúng rồi đó. Bây giờ mấy đứa bắt trúng cái con gì rồi chế biến món con đó. Chú chuẩn bị là lưới bén với chài nè. Giờ mấy đứa chia làm hai đội rồi bắt đầu mình đi bắt. Vậy con. Ê, ba anh em ở đây. Mình với anh Dương nha các bạn. Ba anh là người lực lưỡng nhất công ty mà sao chơi lặn đổi rồi, sao tụi em chơi lại? Làm vua đồ bếp đâu còn lực lưỡng đâu, biết nấu ăn là được rồi. Như em nè, em biết nấu ăn để em gánh cho. Đúng rồi. Ông cũng quên hả, tôi là từng tháng anh Dương đó. Đúng rồi, Đức là nhỏ mà có vỏ nha. Mấy đứa tù xì đi, đang chọn cái công cụ mình đi bắt. Hai anh em tù xì đi. Đó, hai, ba. Rồi bây giờ mấy đứa đi tìm đi. Cái chài vậy là ngon rồi, dính cá nhiều lắm đó. Đúng rồi anh Dương. Ủa mà sao mấy cái mương này tạo nó vừa không à? Em thấy ở ngoài kia có mương gãy á, chài cho nó dễ anh ơi, nó trống lắm. Thôi đi liền đi. Ở đây vừa không mà, tụi mình đâu văng lưới được đâu. Em thấy đằng kia kìa, trống kìa, bây giờ mình lại cho đó. Ơi, mỗi tôi nói cái gì cuộc thi mà anh em đấu đá nhau để tôi mém ngọt mương luôn ạ. Wow, đúng chứ cái mương này rồi. Nó vừa trong mà nó vừa không có một tàu nó vừa luôn đó. Vậy hả? Vậy nhảy tắm đi mà anh ơi. Có chỗ nhảy luôn nè. Trời ơi, ông ơi, lo tìm mà thức ăn để chế biến đi. Chứ thôi mình hôi đợi nó bây giờ. Ê, cho em đứng đây vậy. Chỗ này là lãnh thổ của anh với anh Minh là anh nhất mà. Đúng rồi. Ủa, thôi. Mấy đứa từ từ này mương chung. Nên ai cũng chạy được, ai cũng làm gì được. Đừng có giành. Coi chừng cậy dưới, phải lội từ từ xuống. Wow, Dương chạy hay người ta. Dương chạy toàn do luôn nè. Nhưng mà không biết có cá không nha. Trời ơi, cá sạc. Ô, được cái sạc hả? Rồi, chị đi con, cái sạc đi. Cái sạc chiên đi. Ô, cái sạc. Được, có cái sạc. Ê, phải, tôi thấy thằng kia đang vui chạy á. Mình giăng lưới đây thì cá chỉ cần đông cái nó chạy về phía này là mình dính liền. Đúng rồi, có lý á. Em tìm mấy cái cây cho mấy anh ngậm cho. Ôi ơi, nước này nó mát. Thử xuống. Kìa, em lấy mấy cái cây giăng nha. Ô, anh, đông. Đông. Quá hay luôn anh ơi. Thôi rồi, mương này nó trong quá không cá em ơi. Anh Dương, em thấy cái mương bên kia có cá. Bây giờ mình qua bãi mình trả thử đi. Em ơi, cá khủng luôn, đụng ở đây luôn á. Bây giờ chiến thuật của mình á là mình với Mạnh sẽ xuống mò cá nha anh em. Còn Dương thì sẽ đi chạy. Như vậy sẽ kiếm được nhiều cá đó anh em ơi. Ôi, mình mò quá trời chim chép luôn nè. Wow, chim chép bự không vậy? Ủa, mà sao ông còn trẻ mà cái mặt ông có đâu nhiều vậy? Ai biết đâu, chắc là tại nước này nước hơi dơ dơ nè nên nó dính vô ấy mà. Ê, bây giờ mình đổi chiến thuật đi mò chim chép luôn đi. Chim chép, tôi nghe nói chim chép làm gì cũng ngon lắm đó. Đúng rồi. Đi ra nãy giờ cũng không có cá nữa các bạn ơi. Thôi giờ anh Dương đổi chủ đề đi, giờ mò chim chép với em nè. Nãy giờ em mò chim chép nè anh Dương thấy không? Quá trời luôn. Ủa nhiều vậy, để anh xem mò. Đổi chủ đề đi. Mình sẽ bỏ chim chép vô giỏ nha các bạn. Rồi chuyến này là đội mình thắng cái chắc rồi. Đi sao nữa? Em mò đi. Ê. Chú bắt được con nữa nè. Ê, con này còn sống nha. Trời ơi, nhìn chim chép quá Mạnh ơi. Ê, nó nhỏ hồi, ông nói lớn quá, đội kia nghe thấy rồi, đội kia đổi chủ đề bắt chim chép chung với mình đó. Mấy anh khỏi nói nhỏ nhỏ em nghe rồi. Trời ơi. Để em kêu á, đội em tới bắt cùng nha. Thôi, đừng bắt cùng đi, mình bắt nhanh lên, mình bắt nhanh lên là được gì. Đúng rồi. Lại em bên đây. Nước này trong quá. Bây giờ tôi giăng lưới không có con cá nào lại trơn chém chứ. Bây giờ tôi mới đi tắm nè. Giăng lưới không có cá đâu. Đội bên kia kìa bắt chim chép quá trời luôn á. Hay bây giờ mình chuyển chủ đề bắt chim chép đi. Anh bắt được con hả? Nhưng mà bên mương này ít chim chép lắm, mình qua bên kia đi cho nhiều. Không lý. Đi lại đi. Đó mình ở chỗ đi. Cầm giùm nó. Đội bên này bắt nhiều quá, chim chép quá ta. Wow. Hay bây giờ mình bắt chung đi rồi về nhà rồi chia ra. Thôi giờ Trang cầm giỏ giùm anh đi. Trời, chim chép bự chú ba luôn nè. Ôi, em có bắt được con hả? Ơi đi quá trời luôn rồi. Mà anh đem một đống luôn.
Wow, mình mò quá trời chim chép luôn anh em ơi. Các bạn thấy không, mấy con chim chép này chế biến hải sản này chắc ngon lắm nè. Mình nhìn là mình thấy hẹn rồi đó. Trang ơi Trang, anh bỏ vô nha. Quá trời luôn. Ôi, con chim chép này mắc được bự chà bá nè. Ê, của tôi nè nè. Anh cũng vậy nữa nè. Ủa mấy anh mò chim chép sao hay vậy? À, mò chim chép này cũng dễ lắm em. Em chỉ cần lấy tay em một là em vào, hay là em ấn dưới sình á là hồ cũng đụng à. Đó thấy không? Ừ. Hai con nữa nè. Bỏ vô này Trang. Wow, nãy giờ mấy anh bắt em thấy cũng nặng rồi đó. À, anh cũng bắt được 4 con nữa nè. Ờ, nên cái mặt anh dính gì vậy? Ờ, quá sợ luôn nè. Ôi, dính sình hả? Ừ. Lại không phải chim chép. Ê, chết rồi anh ơi. Nặng quá, chui rồi. Chim chép dở nhiều quá, leo lên đầu anh nó ngồi luôn rồi nè. Ôi, còn tôi luôn nè. Bóp, ôi, xì xíu. Trời ơi, mình chưa bao giờ mà thấy cái mương chim chép nào mà nhiều tới như vậy luôn á. Còn chim chép cổ đại không ạ? Hồi nãy mình hốt một chỗ nguyên một lèn đó luôn nha các bạn. Ồ, quá trời luôn. Cái con này nãy giờ mình bắt là con này bự nhất nha. Chắc giọng họ luôn quá à. Đúng rồi, em để anh vỗ lại. Trời ơi, anh bự hơn tôi không? Tôi con khủng lộ nè. Đâu, trời ơi. Trời ơi, con của ông nhỏ xíu hơn tôi nha. Ủa, sao con của ông ăn nhiều mập nhất ta? 2 hours later. Wow, mấy đứa bắt chim chép nhiều vậy, giờ mấy đứa tính chế biến món ăn gì đây nè? Dạ lấy về con suy nghĩ con làm chứ hồi đầu là con tính chài cá bắt cá rồi đó chú. Đúng rồi, suy nghĩ toàn là chế biến cá không mà. À rồi, thôi giờ đi về đi rồi tôi suy nghĩ sao. Dạ. Đi không chú? Về tới nhà gọi thôi tụi anh đi tắm đi. Để phòng rửa nè em rửa cho. Ừ, em rửa đây. Trời ơi, mấy anh bắt quá trời chim chép luôn. Các bạn á theo dõi á để mình chế biến món chim chép thành món gì nha. Mình rửa sạch con chim chép rồi, bây giờ mình sẽ ngâm muối với ớt cho nó sạch bùn ở bên trong con chim chép nha các bạn. Ớt mình nhuyễn rồi, bây giờ mình sẽ bơm nước vô rồi đổ chim chép vô là ngâm được rồi. Bây giờ mình bỏ chim chép qua bên thao ớt này. Rồi, bây giờ mình đợi 2 tiếng rưỡi nó mới ra sình nha các bạn. Chim chép này nó nhả sình ra nước trong veo luôn kìa các bạn ơi. Giờ mọi người chia cái hai thảo làm đây. Chú nói là chỉ cần chất lượng không bằng số lượng em ơi. Đúng rồi đó, mình lấy chừng 20 con thôi là đẹp rồi. À, lấy đi lấy đi. Mấy đứa bắt đầu chế biến hả? Dạ. Ở giờ mấy đứa làm món gì? Sau khi thảo luận tất cả là tụi con nên làm món hào sữa nướng sa tế. Gì vậy anh? Hào sữa đâu đây? Chim chép mà. Còn đợi mình làm món gì? À, đội con thì làm chim chép xào xả ớt. Rồi bây giờ mình sẽ hấp chim chép nha. Mình trước hấp chim chép á thì mình sẽ bỏ lá bưởi vô để cho nó thơm. Ủa, đội mình là nướng trước mà sao hấp gì vậy? Con chim chép nó vỏ mỏng lắm, mình nướng chưa kịp chín là vỏ nó cháy rồi. Mình hấp trước cho nó mở miệng ra rồi mình mới nướng sa tế được. Ủa, anh hiểu rồi, nướng hấp vô. Ok. Ủa, mấy em làm gì vậy? Tụi em hấp lá bưởi hả? Còn anh thì hấp xả nè. Anh có ý kiến nè, lá bưởi với xả hấp chung là nó thơm hơn đó em. Mà nói đúng rồi đó, tụi mình có chung con bỏ hấp mà hấp chung không biết em ơi. Ừ, đúng rồi đó, mà đội anh á cũng phải hấp cho nó mở miệng ra rồi anh lấy cái thịt bên trong mới xào được. Ừ, hấp chung biết rồi. Rồi cái dưới của em nha, mấy em bỏ nó cho đi. Bỏ vô lại đi em ơi. Thơm quá hả? Đúng rồi. Wow, wow. Quá thơm rồi đấy, nó mở miệng rồi nè. Của mình á thì mình xào mình chỉ cần mở miệng ra thôi là được rồi nha anh em. Của mình nướng cũng vậy. Ôi mình thấy mấy con chim chép này thịt nó mập quá à. Ừ. Như vậy đúng chưa? Ây da, trời ơi đúng rồi. Ôi ôi. Ý chân đúc luôn. Thôi có anh đủ rồi nên anh sẽ đi xào đây. Thôi giờ mình sẽ lấy thịt chim chép ra nha các bạn. Thôi thịt chim chép muốn lưỡng luôn. Xào sả ớt thì mình không thể thiếu sả ớt nha anh em. Bây giờ mình đang bằng sả ớt nè. Bây giờ mình đổ sa tế vô tô để chút nước chim chép nha. Rồi bây giờ mình đi nướng chim chép thôi. Ủa mình chưa ướp gì luôn, chép là chim chép nướng lên đừng nặng lạnh nhé ta. Hôm nay á người ta có ướp sẵn rồi, bây giờ mình chỉ cần quét lên rồi mình nướng là xong à. Ok đi luôn. Bây giờ để lên nướng thôi, lửa hàng mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi nè. Khi nào mà để sa tế vô vậy đó? Bây giờ anh để lên là được rồi, tại vì cái gì á vỏ con chim chép nó mỏng lắm. Ủa hả? Đợi nó sôi rồi nó khét luôn á. Ủa là gì mà thơm dữ vậy? Hôm nay nướng chim chép em. Trời ơi, bỏ sa tế vô nó thơm phức luôn. Hồi đó giờ mình chưa bao giờ tự đi sinh tồn rồi tự chế biến món ăn luôn các bạn. Thì nguyên liệu của mình gồm là nước mắm, bột ngọt, đường với chai dầu ăn. Rồi ở đây là tỏi, ớt, sả với chim chép. Tiếp theo là mình làm gì đây biết chưởng? À, tiếp theo mình sẽ bật bếp lên chứ làm gì? Bật bếp lên xong á thì mình sẽ chế dầu vô cho nó nóng. Đây bỏ dầu vô rồi mình bỏ chim chép vô hả mình? Không, chưa đâu, ông phải để cho dầu nó nóng xong rồi mới cháy tỏi rồi bỏ sả ớt vô cho nó thơm lên rồi mới bỏ chim chép. Rồi dầu xong rồi bây giờ mình sẽ cháy tỏi.
thấy thơm thơm mình mới bỏ sa ớt vô nha. Thôi mời. Không phải không? Thôi mời bỏ sa ớt vô. Sa ớt vô thì còn thơm nữa. Tất cả đều đúng. Cái này chắc mình là lụm giải này rồi. Tiếp theo làm sao nữa Minh? Ây da, quýnh từ đầu vậy. Tiếp theo mình sẽ bỏ gia vị vô. Đó, nước mắm, bột ngọt với đường. Cho nó thấm đi. Gia vị thấm anh rồi, bây giờ mình sẽ bỏ chim chép vô. Ừ, rồi vậy đó. Mặt ố ồn luôn. Rồi, vô lên. Thấm là ok. Trời nó thơm nhất mỗi luôn. Kỳ này mình ăn chắc rồi. Mấy anh trong thời gian á nướng á để em đi trang trí gạo nha. Ừ, đi đi. Đổi luôn. Ok. Rồi với cái kiểu nấu á mình trang trí đi. Ok anh, ok anh. Với lại á, cái điểm này cũng quan trọng lắm anh. Điểm trang trí này tới 2 điểm lận á. Trời phải quyết định chắn mua. Ừ, 2 điểm mà em chéo chéo gì là mua rồi. Trời ơi, xấu quá à, mấy em làm xấu quá à. Nhìn bên em nè. Cái dễ này của anh đi. Ờ, chị. Trời ơi, tôi thấy chim chép này nó chín tới nữa, nó quéo luôn rồi ông ơi. Ngồi gấp ra luôn đi. Cứ ngồi tay luôn. Ờ, dễ đâu, em trang trí xong rồi nè. Bây giờ mình bẻ phần thừa này ra. Chí sao kìa? Ừ, để như nè. Đâu, mình nêm nếm lại thử coi. Đây thấy cũng lâu lắm rồi đó. Trời ơi, gia vị nó thấm vô ngon quá. Trời, đâu, chị trí đâu, chị trí đâu, chị trí đâu, trời. Trời, trời, cái gì mà chị trí nhìn tàu mèo vậy? Chị sao? Em suy nghĩ coi. À, trang trí á thì mình phải chơi cho tới luôn. Trời hồi nãy em có gỡ mấy cái vỏ chim chép nè, để xíu mình múc vô. Một bên á là vỏ chim chép để xíu có gì ban giám khảo húp. Còn một bên á thì để thịt không. Yippee. Thầy thầy lẹ lẹ biết chữ ơi, nhìn thầy mới biết chữ ơi. Cái này ban giám khảo nhìn một cái là thèm chả nước miếng luôn á. Trời ơi, dĩa chim chí đẹp mà còn món ăn ngon nữa, chắc chắn mình thắng vậy này rồi đó. Đúng rồi đó anh Dương ơi. Ủa sự thấy đẹp quá. Thôi ban giám khảo chăm điểm. Ủa, ban giám khảo đâu ta? Mấy đứa đợi chú lâu chưa? Ha, tới giờ ăn rồi chú cũng biết nữa. Thôi chạy đi chấm điểm lẹ đi chú, còn hồi hộp lắm rồi đó. Wow, hai đội này trang trí đẹp quá ta. Đội này có tên gọi là gì vậy? Ủa, cái món này là món gì vậy Minh? Mình chưa đặt tên đó. Tôi đã đặt tên rồi. Cái món ăn này tên gọi đó là món ăn bất tử. Cái gì vậy? Ủa, sao tên món của anh á là bất tử vậy Minh? Đây, để con nói cho chú hiểu và Vinh hiểu nha. Không sao. Ở đây có nằm con, năm cái con chim chép nè tượng trưng cho kim, mộc, thủy, quả, thổ đó chú. Mấy con chim chép nè chú thấy cái vỏ nó có màu lấp lánh rất là đẹp luôn ha. Năm con này hấp thụ tinh hoa của trời đất đó chú. Đúng rồi đó chú, mà ăn vô là chú sẽ bất tỉnh luôn á. Bất tử, bất tử. Ừ, đúng rồi. Cái món này chú nghe tụi con nói hấp dẫn quá. Mà để chú ăn thử coi có ngon không, mà chú con nổ quá trời, nổ văng miệng chú luôn rồi. Rồi giờ chú ăn món kim đi. Ăn thử món kim này. Ủa, cái chén này chén gì vậy? Chén nước chấm đó chú. À, nước chấm hả? Đâu, chấm xà ớt gì phải không? Ừ. Được rồi. Hơi mặn. Chấm như nước chấm hơi mặn rồi. Đi con thỏi chấm nè. Ừ, con thỏi chấm rồi. Chấm đi. Ngon. Cay cay. Mùi xả thơm. Gia vị cũng nói chung là ngon nhưng mà hơi mặn. Chú chấm cho 9 điểm. Cái món gì nó có đặc sắc hết trơn mà chú chấm 9 điểm đi chú. Đúng rồi chú, nhìn nó héo héo sao. Ủa, mấy em có ăn chưa mà mấy em biết không ngon. Chú ăn sao biết không ngon được. Bà chấm 9 điểm á, chừng chấm nhưng mấy điểm gì? 9 điểm rồi. 9 điểm rồi hả? Rồi, nói chung là món này ngon đó. Rồi, món này tên gì vậy? Tên của món ăn tôi là sạc tế nướng chim chiếc. Anh thấy món của tụi em, anh thấy gì vàng vàng, anh tưởng đâu là xít nướng sạc tế không nha. Nói mất chị xinh quá thôi, bây giờ mình ăn thử coi, chủ quyết định nè. Chứ nhìn con để cái con này giữa giữa là thịt nhiều lắm cho chú á. Ừ, con bên đây cũng màu lấp lánh rất là đẹp luôn nha. Rồi đó, giờ chưa bao giờ chú ăn thử là món chim chép nướng sa tế luôn á. Độc lạ mà. Nhìn thử đi. Ngon sao? Thấm vô đúng không? Ừ. Thơm quá à. Ngon. Ngon. Ủa, mà chú chấm điểm vô, chú ơi, chú ngon mà vậy? Chú thấy hai đứa trang trí cũng đẹp nè. Mà hai món này chú thấy nó ngon bằng nhau luôn á. Chú cho 9 điểm luôn. Giờ là còn Vinh quyết định đó. 10 điểm. Trời ơi, đổ nó sao mà không kiếm mà được. Đại đi mình lặng thêm á. Rồi mấy đứa ăn đi rồi coi chú đánh giá có đúng không. Dạ. Cái này là đúng rồi.
Rồi mày ngon à? Cũng ngon á. Nhưng mà không đâu, cũng ngon bằng đầu mình thôi. Đúng không anh? Ngon. Ủa trời ơi, mình ngon mà chấm ít chứ ta. Cái này là chú thấy bằng nhau mà Vinh giờ quyết định theo ban giám khảo và phải chịu thôi. Rồi chú, ta giải thưởng cho đội đây nha, tôi nghe. Yeah. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy thích series sinh tồn để chế biến thức ăn này á, thì các bạn nhớ like cho mình để mình làm ra tập tiếp theo nha các bạn. Và bây giờ thì bye bye. Bye.